cắn cái gì. Thích chơi đồ chơi á? Chơi gấu bông không này Min? Gấu bông không? Chơi gấu bông không? À thì ăn quả này á. Chua đấy. Chua đấy Min ạ. Quả này quả nhót không phải quả xoài. Quả lên nằm ở kia coi. Nhót. Đây nè. Min mà thích nghỉ con vịt này. À, mình thích chơi đồ chơi này. mình á? Kêu bé bé đi, thôi. Không, con nghịch của mình này, đồ chơi của mình mà. Của con. Ấy, mình đang nghịch mà. Nhành giường dành cho em chơi chứ. Thế ai lấy ra con? À, không biết. Bác Quân. Bác Quân nhưng mà bây giờ cho mình chơi được không? Được chứ nhỉ. Đi đâu mình? Cho mình chơi để đạt đi. Ồ. Thế kia, đừng có lai xe đạp nữa, để mẹ mày quét á. Ồ, không kêu rồi. Mình có phép này. Này. Mẹ đi mở cho con rồi. Nghe giòn khiếp nhỉ. Tắm luôn nhỉ, quay ngay mà. Thích ăn hạt thôi. Nè, xoay dần thế này cho ăn nè. Ngon hả Min? Ăn xoài đi, ăn gì vậy? Xin được anh ăn nhanh nhanh cái nhân sự ai trượt ai cướp của nó ấy. Đấy, nghỉ cầu bông đi. Nhìn ăn giòn ngon nhỉ. Nghe bẹp bẹp nữa. Nó quay chiều này sáng rồi đấy. Chẳng gì. Nó không tắm đâu mà. Còn phải còn một chút một mứt. Phải còn một chút một mứt. Cái nhằn nhằn nó. Lịp móng chân móng tay cắt suốt. Tự. Này. Tóc xù hết rồi thế này. Bởi thế mới cứ nhảy nhảy thế này nó. Thế sáng lại tự về. Ừ. Giờ lo tới bây giờ. Sáng nó tự về. Mình cũng sợ nó đi luôn. Nhưng mà may là sáng nó tự về. Chân là thắt rồi.
Chỉ văn với tao nghe. Không biết biểu thức đấy được đâu. Có ăn được đâu. Mẹ đéo nằm vào cái thằng ăn đáng mẹ không mẹ. Ngủ nhé, ngủ đi. Bữa bị muối đốt thật thôi à. Sưng lên bây giờ đỡ rồi này. Nhưng mà hai bên đấy sao lại không có lông thành gì thành chán thông minh ra đấy. Chán cao quá Min hè. Min ơi! Min! Chị một câu thôi.